Nhân vật chính của chúng ta hôm nay tên là Ngọc Tàng Phong. Anh ta là một người xuyên không nhưng từ nhỏ đã được một vị trưởng môn thu nhận làm đệ tử chân truyền. Cho đến một ngày sư phụ mất và giao trọng trách là làm chủ tông môn để đối chiến với các thế lực đối địch khác thì bất ngờ lúc đó hệ thống lại xuất hiện. Hệ thống hoàn trả vô hạn, Ngọc Tàng Phong chỉ cần cho đệ tử một thứ gì đó đều nhận lại gấp ngàn vạn lần. Từ đó Ngọc Tàng Phong quyết định trở thành một vị cường giả thu phục cả tu tiên giới và đưa tông môn đi đến đỉnh phong. Hãy cùng át theo dõi Ngọc Tàng Phong sử dụng hệ thống hoàn trả vô hạn này như thế nào nhé. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ cho Ad một like, một lượt đăng ký và bình luận bên dưới để nhận những thông báo mới nhất về lịch đăng video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ta tên là Ngọc Tàng Phong, là một người xuyên không, từ nhỏ đã bị trưởng môn Cửu Kiếm Sơn thu làm đệ tử. Tuy rằng Cửu Kiếm Sơn chỉ là một cái tiểu kinh môn, nhưng che chở phụ cần mấy cái thôn trang, có thể nói là cơm áo vô ưu. Ngay khi ta nghĩ rằng mình có thể làm một con sâu gạo cả đời, ăn no chờ chết thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngọc Tàng Phong khóc lóc, "Sư phụ, người không được chết a. À? Người mà chết thì ta phải làm sao hít hít?" người này chính là sư phụ của ngọc tàng phong là trưởng môn của cửu kiếm sơn tên là kiếm thiết tâm ông ta lúc bấy giờ hình ảnh đã mờ nhạt dần và sắp tan biến vi sư ra ngoài làm việc không ngờ lại bị người khác ám tính sợ là không sống nổi đồ nhi ngoan về sau ngươi chính là tân nhiệm trưởng môn nhiệm vụ gánh vác cửu kiếm sơn liền giao cho ngươi ngọc tàng phong nghe sư phụ nói thế mặt hớn hở cười nham hiểm thầm suy nghĩ trưởng môn một phái nghe cũng không tồi nghe tới liền có mặt mũi còn có thể làm gì thì làm ở mấy cái thôn khác nữa hà há song ngọc tàng phong thất kinh khi nhìn thấy sư phụ mắt trợn trắng hình như ông ta hẹo rồi thì phải anh ta khóc lóc người không được chết a à, người mà chết thì ta phải sống như thế nào hu hu xong liền lật mặt cay cú người còn chưa nói cho ta biết bảo bối của tông môn giấu ở đâu mà u là trời đang cay cú thì kiếm thiết tâm trật tỉnh dậy chụp lấy tay của ngọc tàng phong khiến hắn hốt hoảng trời má sư phụ người còn chưa chết sao ông ta ho khụ khụ vi sư vừa mới bị thiếu máu còn thừa một ngụ khí cuối cùng ta còn có một chuyện quan trọng khác muốn nói với người lúc trước vi sư có chấp nhận chiến thiếp của cuồng hồ đường ba ngày sau chính là ước định tới cửa nhật tử khiêu chiến mọi chuyện liền dựa vào ngươi ngàn vạn lần không được ảnh hưởng đến uy danh của cửu kiếm sơn ngọc tàng phong nghe xong đứng con mợ nó hình luôn ủa quần què gì dậy sư phụ thầy chơi dậy ai chơi lại thầy nữa về sau liền giao cho ngươi đồ nhi ngoan xong kiếm thiết tâm tan biến luôn này lão đầu ta sẽ không bị đánh chết khi vừa mới lên làm trưởng môn chứ con mợ nó có đúng không lão đầu sau xuôi ngọc tàng phong liền cuốn gọi hành lý mang đi hừ hừ bất quá cửu kiếm sơn có cái dám uy danh đơn thân độc mã sao có thể so với người đông thế mạnh như cường hồ đường nếu là ta thì ta đã trốn lâu rồi vừa ra gần tới cửa thì bỗng trước mặt ngọc tàng phong hiện lên bảng thông báo gì đó phát hiện ký chủ chuẩn bị tẩu thoát kích hoạt thụ đồ phản lợi hệ thống âm thanh gì thế này một cô bé hệ thống với đôi tai mèo xuất hiện kèm theo dòng thông báo túc chủ vương tàng phong cửu kiếm sơn trưởng môn cảnh giới chân nguyên sĩ cảnh nhất trọng thiên đệ tử không có vật phẩm thanh phong kiếm hạ phẩm lợi kiếm chú thích chỉ cần ban cho đệ tử vật phẩm gì đó liền có thể nhận gấp hai lần phần thưởng đó khen thưởng ít nhất là gấp hai lần nhiều nhất là vạn lần nhưng cùng một đệ tử mỗi tháng chỉ có thể tặng vật phẩm tương tự một lần ngọc tàng phong vui vẻ thích thú ta đây là kim thủ chỉ là hách sao ta liền nói sao ta đường đường là một người xuyên không như thế nào lại không có một hệ thống ngoại quản cô bé hệ thống dặn dò đại lễ bao tân thủ tự động cấp lần đầu tặng cho một kích phát vạn lần bạo đánh vì vậy ngươi phải nắm chắc cơ hội đó nha chỉ cần thu đổi đệ liền có thể mạnh hơn hệ thống này nghe có vẻ rất uy tín a à. he he trước tiên thu một cái đệ tử thử xem Ngọc Tàng Phong lén lút đang quan sát một nữ đệ tử quét sân trong tông môn, để ta xem xem cái môn phái này còn dư lại bao nhiêu đệ tử. Cô cái này chính là Cửu Kiếm Sơn Tạp Dịch Giang Nguyệt Giao. Cô ta vừa quét sân vừa thì thầm nói: vì cái gì trưởng môn lại trồng mấy cái loại hoa thảo này, nếu đổi lại là khoai lang thì tốt biết mấy ha. À? Giang Nguyệt Giao năm mười tuổi cha mẹ cô ấy đều qua đời, sự phó mang cô ấy từ thôn dưới chân núi về Cửu Kiếm Sơn làm tạp dịch, phụ trách chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của ta và sư phụ. Tuy rằng khá tham ăn, nhưng ngoại trừ ta, hiện tại cô ấy chính là thành viên duy nhất của Cửu Kiếm Sơn cô ta đang quét sân nhìn thấy ngọc tàng phong đi ra liền bái kiến liên liệu ông địa ngọc tàng phong hỏi cô ta giang nguyệt sao cô có nguyện bái ta làm sư không cái gì thu ta làm đồ đệ sao thiếu trưởng môn sẽ không dối ta cái gì ý tưởng đi thích sư đồ cấm kỵ chi luyến chứ bất quá trở thành tu tiên môn phái đệ tử đúng thật là rất uy phong cũng là một lựa chọn không tồi đang suy nghĩ thì chợt cả hai giật bắn người khi có tiếng ai đó quát kiếm thiết tâm mau cút ra đây chịu chết chính là trưởng lão cường hồ đường vương hổ cùng các đệ tử đã đến khiêu chiến cái gì cuồng hồ đường thấy mợ rồi lần này chắc chắn là cố tình không thể chờ ta thu đồ xong hẳn đánh sao vương hổ hiên ngang nói với ngọc tàng phong cái lão giả hỏa kiếm quyết tâm không có ở đây sao vậy trước tiên thu nhập cái tiểu tạp toái ngươi đi ngọc tàng phong hoảng hốt đưa tay ra trước đại ca bình tĩnh xong quay sang nguyệt giao chỉ tay về phía cô ấy quát tiểu nguyệt giao bái ta làm sư về sau ngày ba bữa đều có khoai lang cho ngươi cô ta phái phái chảy nước miếng giải lý tiểu nguyệt nhi liền quỳ xuống bái sư sư phụ ở trên xin nhận đệ tử ba lại cuối cùng tham ăn đồ đệ cũng về tay anh mau đứng lên đi đồ nhi ngoan ngọc tàng phong lấy thanh kiếm của mình ra và ban cho nguyệt sao vi sư hiện tại đem thanh phong kiếm này ban cho người hộ thân vương hổ cùng các đệ tử thấy thế cười phá lên binh khí đều từ bỏ là ngại lát nữa chết không đủ nhanh sao ha 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 hơ hơ đợi lát nữa ta liền cho các ngươi biết sự lợi hại của ta hệ thống vui vẻ cầm một thanh linh kiếm xuất hiện lên đệ tử của ngươi đã nhận được trung phẩm lợi khí thanh phong kiếm lần đầu tặng nhận bão kích gấp vạn lần đạt được thượng phẩm linh khí thất tinh kiếm ha 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 thượng phẩm linh khí ta được cứu rồi ngọc tàng phong hiên ngang chỉ thẳng thanh kiếm về phía vương hổ quát cuồng hổ đường các ngươi mau bước lên đây chịu chết vương hổ tức giận hét lớn cuồng vọng và vung đao chém xuống hừ không biết sống chết một đường kiếm của ngọc tàng phong xuất ra nhanh như chớp đã chém thanh đao của vương hổ gãy làm đôi va cắt đứt cổ hắn ta vương hổ ôm cổ đau đớn vũ khí của ta vậy mà lại đụng trúng kiếm hắn một cái liền nứt ra đám đệ tử kia hốt hoảng quỳ lạy xin tha thiếu hiệp tha mạng thiếu hiệp tha mạng đây đều là chủ ý của lão gia hỏa vương hồ kia không liên quan gì đến nhóm bọn ta ngọc tàng phong chĩa kiếm vào một tên đệ tử gắt giọng hỏi ngày ước chiến không phải ba ngày sau sao nhóm ngươi như thế nào liền tới bây giờ đường chủ của cường hổ đường đâu hắn ta run lẩy bẩy đáp thiếu hiệp bớt giận là đường chủ đại nhân biết tin kiếm quyết tâm bị thương cho nên mới phái vương hổ đến cửu kiếm sơn xem thật hư hừ hóa ra là thế không trách được tên phế vật này cũng dám một mình giết ta trên cửu kiếm sơn chỉ là cuồng hổ đường hạ chiến thiếp vì sao không đường đường chính chính chiến một trận là khinh cửu kiếm sơn ta không có người sao ngọc tàng phong một kiếm chém chết tên đệ tử kia ngọc tàng phong rút kiếm vô ngầu lòi nói tiếp Cút trở về nói với đường chủ các ngươi kim dạ dờ ngọ cửu kiếm sơn tân trưởng môn đích thân tới cuồng hổ đường phó ước nói hắn rửa sạch cổ chờ ta đến đây còn không mau phắn hai tên đệ tử lập tức giọt lẹ ngọc tàng phong ngẫm nghĩ mà cường hổ đường sao biết tin lão đầu trọng thương nhỉ hay là cái chết của lão đầu cũng có liên quan đến nhóm bọn hắn xem ra chỉ có đêm nay bắt cái tên đường chủ của cuồng hổ đường kia mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhìn ngọc tàng phong đi về phía mình nguyệt giao thầm nhủ sư phụ cư nhiên lại lợi hại như vậy hắn hắn vẫn là cái thiếu trưởng môn mà ta biết sao song ngọc tàng phong đi tới chỗ nguyệt giao đặt tay lên vai và nói tối nay vi sư muốn đi cùng hổ đường một chuyến nguyệt giao ngươi tu vi quá kém nếu để ngươi một mình chấn thủ sơn môn chỉ sợ sẽ có điều bất chắc bây giờ vi sư lại ban cho ngươi cửu kiếm sơn truyền thừa công pháp bách kiếm quyết tăng cao thực lực ngọc tàng phong đưa tay lên trán của nguyệt giao và truyền thụ công pháp cho cô ta đây là hoàng cấp thượng phẩm công pháp ta vậy mà lại dung hợp trong nháy mắt hoàng cấp thượng phẩm công pháp tuy mạnh nhưng không có đủ công lực cũng vô pháp phát huy chân chính uy lực vi sư lại truyền cho ngươi trăm ngày tu vi tu luyện ngươi phải lĩnh ngộ thật tốt ngọc tàng phong truyền thêm trăm ngày tu vi cho nguyệt giao tu vi của ta không ngừng tăng lên sư phụ đây là đem chính mình công lực truyền lại cho ta hở cư nhiên đột phá tụ khí kỳ sao trước lúc chết lão đầu nói nói nguyệt giao này không có thiên phú tu luyện trung thân vô pháp đột phá đến tụ khí kỳ xem ra chỉ cần thêm hệ thống vào đệ tự bổn thân tư chất liền cũng không còn quan trọng nữa Hơ hơ, tiểu gia ta hiện tại có hệ thống trong tay, lại thu vài trăm ngàn cái đồ đệ, không đến một giây là có thể thu phục cả cái tu tiên giới rồi. Truyền thụ xong, ngọc tàng phong dặn dò. Hảo, người sao, ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, còn cần thực hành thích ứng. Vi sư vừa rồi vì truyền công cho ngươi mà hao tổn không ít nguyên khí, cần tịnh dưỡng một lát. Ngươi đi xuống trước đi. Người sao vui mừng khôn xích cảm tạ ngọc tàng phong. đệ tử tuyệt không phụ sư phụ bồi dưỡng đệ tử. đệ tử nhất định phải đem cửu kiếm sơn leo lên đỉnh cao của tu tiên giới để báo đáp sư phụ tái tạo thiên ân ngươi nhiệt huyết như này vi sư rất vui mừng ngọc tàng phong liền đi vào trong phòng đóng cửa lại sau mặt gian xảo đắc ý nai sử đồ đệ đầu tiên chiến lược hoàn thành mỹ mãn anh ta vội mở bảng hệ thống lên ha ha mau nhìn xem hệ thống trả về thứ gì tốt hệ thống hiện lên bảng thông tin chi tiết túc chủ ngọc tàng phong cửu kiếm sơn trưởng môn cảnh giới kết đan cảnh tam trọng thiên đệ tử giang nguyệt sao không còn ai khác vật phẩm thất tinh kiếm thượng phẩm linh khí ngươi hướng đệ tử truyền thụ tu vi mù quáng kích phát nhân 300 lần bạo kích đạt được 82 năm tu vi ngươi hướng đệ tử truyền thụ hoàng cấp công pháp bách kiếm quyết kích phát nhân 100 lần bạo kích đạt được huyền cấp thượng phẩm công pháp tam dương kiếm quyết ha 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 không ngờ tới cư nhiên lại đột phá đến kết đan cảnh nếu đã như vậy hành trình đến cuồng hổ đường ta liền nắm chắc mười thành ngay cửu kiếm sơn ở trong tay ta khôi phục vinh quang dễ như trở bàn tay chuyển cảnh về cuồng hổ đường thì hai tên đệ tử đã chạy về bẩm báo đại vương tiểu tử kia chính là nói như vậy đường chủ đại nhân hư tuổi trẻ chưa trải sự đời không biết trời cao đất dày là gì tên mặt sẹo này chính là trương phong đường chủ cuồng hổ đường tu vi kết đa nhất trọng muốn đánh cuồng hổ đường ta không biết xấu hổ trừ phi sư phụ hắn kiếm quyết tâm khôi phục toàn bộ tu vi bằng không bản đường chủ còn đem bất kỳ kẻ nào đặt trong mắt vừa nói dứt câu thì ông ta giật bắn mình ừm ngọc tàng phong khí thế phừng phừng đẩy phang cửa vào cửu kiếm sơn trưởng mua ngọc tàng phong theo phó ước mà đến trương phong ở đâu mau cút ra đây nhận lấy cái chết trương phong sững sốt kết đan cảnh sao mau bảo vệ đường chủ đám thuộc hạ hung hăng liền lao lên tấn công ngọc tàng phong không được để hắn đến gần đường chủ diệt tên tiểu tử này hừ hạ người nhỏ bé cũng dám cản trở bổn tọa ngọc tàng phong đưa hai tay của mình gồng mạnh xuống đất linh khí bộc phát kinh khủng tỏa ra xung quanh khiến đám đệ tử này bay ra từ phía ngọc tàng phong đã diệt gọn từng tên một chiếc vẻ mặt thất thần của trương phong tiểu tử ngươi rốt cuộc có cái địa vị gì cửu kiếm sơn ngoại trừ cái lão đầu kiếm thiết tâm kia đồ đệ hắn ngọc tàng phong theo ta biết chỉ là một tên phế vật hỗn ăn chờ chết ngươi tuyệt đối không phải ngọc tàng phong ngươi là kẻ nào ngọc tàng phong mặt sự chân Năn ý, đánh giá này cũng thật không lưu tình chút nào, quá khứ kia của ta thật sự phế tài như vậy sao? Bớt nói nhảm đê, Trương Phong, ngươi chỉ cần biết ta là người sẽ lấy đi cái mạng chó của ngươi là được. Hơ, muốn lấy đi cái mạng của lão phu sao? Vậy thì ta muốn xem các hạ có bao nhiêu cân lượng. Trương Phong tức giận đá văng chiếc bàn gỗ trước mặt bay về phía Ngọc Tàng Phong. Nhưng một đấm la hán quyền của cậu ta đã đánh gãy tan nán chiếc bàn gỗ đó ngay lập tức. Trương Phong lúc này rén rén liền, so với ta thậm chí còn nhanh hơn, hay là tu vi của hắn ở trên ta sao? Trong cơm bạt còn dám phân tâm, tìm chết, ngọc tàng phong dùng đấm đấm thẳng đến nhưng ông ta đã dùng hai tay chống đỡ lùi ngược về sau liền tính tu vi ngươi ở trên ta có thể sử dụng cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm công pháp ta đây là huyền cấp hạ phẩm công pháp kim cháo công có 20 năm cày chay ngươi tuổi con ngang con đòi phá sao ngọc tàng phong hỏi lại lần nữa ông có chắc chưa thất tinh kiếm kiếm lai like. ngọc tàng phong đưa tay về sau triệu hồi thanh kiếm của mình bay đến cái gì vậy mà lại là thượng phẩm linh khí không hổ là kết đan kỳ tu sĩ ngay cả thượng phẩm linh khí cũng nhận thức được vậy ngươi cũng nên biết thất tinh kiếm này trong tay ta bồn tọa muốn lấy cái mạng chó của ngươi như tham năng thủ vật bất quá ta cũng có, có thể cho ngươi một mạng chỉ cần ngươi nói ra là ai đã làm trọng thương sự phụ của ta ta đảm bảo sẽ không giết ngươi người quả nhiên đã biết không ít chuyện ừ vậy là lão đầu kiếm thiết tâm kia chưa nói cho ngươi biết sao trương phong lấy ra một viên đan dược và ăn vào tiểu tử đừng tưởng rằng một phen thượng phẩm linh khí liền có thể dọa lão tử chỗ dựa phía sau lão tử không là thứ mà một kẻ hành kết đan kỳ tu sĩ có thể đắc tội không tốt, là thần nguyên đan, là đan dược có thể khiến kết đan cảnh tăng lên năm cái tiểu cảnh giới. Trương Phong nuốt viên thần nguyên đan trực tiếp đột phá lên kết nguyên cảnh lục trọng. Ông ta đắc ý đưa tay của mình về sau ngưng tụ một quả cầu lôi điện vào bàn tay. Vốn định dùng đan dược này để đối phó với lão đầu kiếm thiết tâm kia, không ngờ tới lại phải dùng vào lúc này. Có thể chết trong tay kết đan cảnh lục trọng, ngươi cũng có thể chết nhắm mắt đi chết đi. Ông ta trưởng thẳng năng lượng lôi điện đó về phía Ngọc Tàng Phong đánh hắn ta lùi ra xa cũng may là công lực do hệ thống trả về cơ bản rất vững chắc nếu không một kích này đối với kết đan cảnh tam trọng tầm thường dù có vất vả tu luyện cũng có thể đã chết vậy mà lại không chết sao có thể ừ đan dược trung quy cũng chỉ là ngoại lực muốn giết ta như đây bản lĩnh vẫn chưa đủ bây giờ đến phiên ta tam dương kiếm quyết phá nhật thức ngọc tàng phong đưa tay về trước vô số kiếm khí điên cuồng bay về phía ông ta trương phong sững sốt huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết cửu kiếm sơn sao lại có loại công pháp cấp bậc như này và thi triển công pháp kim trung cháo công tạo ra một lớp màn chắn kiên cố những tia kiếm khí của ngọc tàng phong phá tan lớp màn chắn của ông ta và đánh ông ta bật ra những kiếm khí đâm xuyên cơ thể của hắn ta khiến hắn ta chết ngay tại chỗ kết quả vẫn không thể tra tung tích gì sao bỗng có hai tên lạ mặt từ đâu bước vào ngạc nhiên cuồng hổ đường vậy mà lại bị người khác diệt rồi đường chủ của cuồng hổ đường này tu vi kết đan cảnh tại đây xưng bá một vùng như thế nào lại bị giết chết hai tên này đi tới nhìn thấy trương phong đã chết có vẻ lo lắng hắn chết rồi việc vương trưởng lão dặn dò có lẽ sẽ khó mà thực hiện a à xong bỗng một tên giật mình quay mặt sang thì liền gọi sư huynh có người còn sống nói mau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngọc tàng phong giả bộ làm đệ tử bị thương nói với bọn chúng đường chủ đường chủ bị kẻ thù đuổi tới cửa cùng cường địch chiến đấu khốc liệt cuối cùng đánh không lại chết chết dưới kiếm kẻ thù có biết thân phận của đối phương hay không 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 biết hừ phế vật giữ ngươi lại có cái ích lợi gì hắn ta dùng tay đánh tàng phong ngất xỉu hảo sư đệ chúng ta cũng nên đi thôi nếu có người biết huyền kiếm tông đệ tử xuất hiện ở đây e rằng sẽ khó để giải thích với trưởng môn rõ sư Huỳnh. bọn chúng rời đi thì ngọc tàng phong liền mở mắt ra huyền kiếm tông sao hóa ra là vậy không ngờ cái chết của lão đầu vậy mà lại có liên quan đến siêu cấp tông môn huyền kiếm tông huyền kiếm tông chính là một trong những bá chủ của thương huyền đông vực cùng thiên thương môn và vũ tiên môn nổi danh nguyên anh cảnh cường giả trong mắt họ mà nói không khác gì sâu kiến bị cái thế lực lớn này để mắt tới coi như không dễ giải quyết trước khi cửu kiếm sơn lớn mạnh vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn cuồng hổ đường này cũng được xem là cường hào một phương hẳn là có chút tích góp không biết trương phong này sẽ giấu ở chỗ nào ngọc tàng phong đi đến và lục soát người của trương phong một hồi sau thì anh ta tìm được một chùm chìa khóa đối với một người như trương phong tùy thân mang theo đồ vật nhất định cực kỳ quan trọng đây chắc chắn là chìa khóa bảo khố của cùng hồ đường nhưng cửa vào ở đâu ngọc tàng phong quay qua quay lại tìm cửa mở không thấy bỗng anh ta nhìn vào chỗ chiếc ghế mà trương phong ngồi có điều lạ thường vách tường phía sau ra hồ này nhìn có vẻ không thật cho lắm chẳng lẽ là ngọc tàng phong kéo phăng tấm ra hồ ném ra ngoài thì thấy bên trong có một chỗ để mở khóa liền đưa chìa khóa vào mở ra thì tàng phong thất một bậc thang dẫn xuống mật thất bên dưới quả nhiên ta đoán không sai đúng là ở đây anh ta đốt đốt lên và từ từ tiến xuống bên dưới vừa đi xuống tí thì nghe bên dưới có tiếng khóc hu 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 tàng phong thắc mắc hửm chỗ này còn có những người khác sao tàng phong cầm đuốc đi vào bên trong thì thấy có hai cô gái đang ngồi trong nhà lao khóc lóc đừng đừng giết ta ta sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn đại gia mong ngài rủ lòng thương buông tha cho bọn ta đi đây đều là dân nữ bị cuồng hổ đường bắt sao cuồng hổ đường quả thật không việc ác nào không dám làm không lạ khi còn sống lão đầu vẫn luôn một lòng muốn tiêu diệt cuồng hổ đường Ngọc Tàng phong đẩy cửa đi vào. Hai vị tỷ tỷ, đừng sợ, ta không phải là người của Cuồng Hổ Đường. Các vị yên tâm, đám người Cuồng Hổ Đường đều đã bị thủ hạ của bổn trưởng môn giết chết. Bổn trưởng môn hiện tại liền thả các vị ra ngoài, mọi người đều có thể về nhà. Hai cô gái nhìn nhau ngơ ngác, hề, bọn khốn nạn trời đánh kia cuối cùng cũng chết rồi, thật tốt quá. Các cô gái khác bên trong cũng vui mừng chạy ra. Nhất định là các thượng tiên của Huyền Kiếm Tông tới cứu chúng ta, chúng ta có thể về nhà rồi. Các vị nhầm rồi, tại hạ không phải là người của Huyền Kiếm Tông, không phải Huyền Kiếm Tông thượng tiên đa tạ ân công tạo tri ân xin hỏi họ của ân công chờ tỉ muội ta về nhà vì ân công dựng lên trường sinh bia tán dương công đức của ân công lấy này báo ân ân công tại hạ chính là cửu kiếm sơn trưởng môn ngọc tàng phong thật không dám giấu cuồng hổ đường này dám làm những chuyện này chính là do trưởng lão họ vương nào đó của huyền kiếm tông mặc kệ mà ra cửu kiếm sơn ra tuy không bằng huyền kiếm tông thực lực cường đại nhưng cũng không quay nhìn cuồng hổ đường tác quái tác quái cho nên mới mạo hiểm diệt cuồng hổ đường các vị nhớ lấy không được tuyên dương việc này nếu không cửu kiếm sơn ta sẽ bị huyền kiếm tông để mắt tới đến lúc đó chỉ sợ ta khó mà bảo toàn không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn cứ như vậy cửu kiếm sơn ta không bao lâu nữa sẽ được mấy cái thôn xóm xung quanh truyền tay nhau đến lúc đó muốn thu thêm vài cái đồ đệ chẳng phải là dễ dàng hơn sao còn có chuyện này sao ủng công chúng ta mỗi năm vì huyền kiếm tông ra nộp tuế cống không ngờ lại là bên ngoài như ngọc bên trong thối nát ân công yên tâm bọn ta nhất định sẽ giữ kín như bưng hảo các vị tỷ tỷ vẫn nên về nhà sớm một chút kẻo người nhà mọi người lại lo lắng ta đây liền cảm tạ ân công trước xong các cô gái rời đi nhưng lúc này vẫn còn một cô bé đứng lại bên trong tàng phong thắc mắc liền hỏi cô bé cô bé buồn bà trả lời ta ta không có nhà người nhà của muội đâu tất cả bọn họ đều bị người của cuồng hổ đường giết chết tàng phong chợt buồn này này cũng thảm quá đi cô bé ấy đi tới nắm lấy áo của tàng phong kéo kéo lại và hỏi cậu ấy ngươi ngươi có thể dạy ta tiên pháp không ngươi có thể giết chết những người xấu kia nhất định là một tiên nhân đáng gờm đúng không cái này xem như vậy đi nhưng muốn học tiên pháp không phải chuyện đơn giản để ta xem qua tư chất của ngươi trước đi tàng phong đặt tay lên trán cô bé và bắt đầu cảm nhận tiểu cô nương này tư chất cũng không tồi ngươi thật sự muốn bái ta làm sư cùng ta học tiên pháp sao không sai chỉ có học tiên pháp mới có thể giống người giết sạch đám người kia nếu chỉ là như vậy ta không thể đáp ứng ngươi tại sao tu sĩ chúng ta lúc này lấy thiên địa lập tâm vì dân sinh lập mệnh vì hướng thanh kế tuyệt học vì muôn đời khai thái bình sao có thể cỗ chấp đến như vậy được a à, đạo lý quá âm ảo ta không hiểu bất quá đã là lời của nói tiên nhân nhất định có đạo lý của nó ngọc tàng phong cười phá lên thích thú ha 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 hảo ta liền thu ngươi làm đồ đệ nhưng mà hiện tại vi sư có một số chuyện cần giải quyết ngươi ở đây chờ vi sư một lát ngọc tàng phong bỗng chừng mắt nhìn xa xăm và vung kiếm chém thẳng về phía bức tường kia bên trong là châu báu và đan dược và những món bảo vật mà cường hổ đường cướp được không ngờ cuồng hổ đường lại nghèo đến mức này ngoài trừ một số linh thạch cùng đan dược cấp thấp chỉ có khấu hạ phẩm linh kiếm miễn cưỡng coi như không tồi nếu ngươi đã bái ta làm sư thanh hạ phẩm linh kiếm này là vị sư đưa cho người bái sư lễ ngọc tàng phong trao thanh kiếm đó cho cô bé hạ phẩm linh kiếm hệ thống hiện lên vui vẻ thông báo cú chủ thu đồ hạ phẩm linh kiếm điều kiện phù hợp có muốn mở không tàng phong hào hức mở mở thành công chúc mừng ký chủ kích pháp gấp 10 lần bạo kích đạt được cực phẩm linh khí long tuyển kiếm mới gấp 10 lần bạo kích chờ sau khi quay về núi lại kéo lông dây đi ngọc tàng phong ném thanh kiếm lên và dùng linh khí điều khiển linh kiếm bay vòng quanh và bế cô bé lên tay của mình và ngự kiếm trở về tông môn cô bé hai mắt sáng rỡ thích thú đây chẳng lẽ là thế giới của người tu tiên sao về sau ta cũng có thể như vậy sao tuy đứa nhỏ này tuổi không lớn nhưng định lực coi như không tồi phạm nhân bình thường nếu là bay đến độ cao này tất nhiên sẽ có chút chột dạ tiểu cô nương này đến một tia khiếp đảm đều không có quả nhiên là khối tu tiên chất lượng tốt về tới thông môn thì thấy nguyệt sao đang ăn vội ổ bánh mì mọi người cùng vào bên trong ngọc tàng phong dặn dò kể từ hôm nay ngươi chính là đệ tử đời thứ ba của cửu kiếm sơn ta cô bé vui mừng vội quỳ xuống khấu đầu bái sư đệ tử khương lang bái kiến sự phụ mau mau đứng dậy. Tân đồ đệ ta vừa thu này, giống như có chút tử tâm nhãn a. Người Sao vẫn cầm chiếc bánh mì trên tay suy nghĩ. Cái gì? Sư phụ nhanh như vậy liền nhặt được một tân đệ tử? Là ta trước, rõ ràng là ta trước a. Không được, tuyệt đối không thể bị tiểu nha đầu này cướp đi ánh hào quang. Vừa ăn vừa cay cú suy nghĩ sao nghẹn miệng bánh mì ngay cổ họng. Ăn 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 ăn, cả ngày chỉ biết ăn, ta thấy ngươi nên làm thêm vài lần công khóa, đây là vị sư tân đồ đệ, ngươi thân là sư tỷ, phải làm một tấm gương tốt, biết chưa? Sư phụ, ta sai rồi hừ quả nhiên là có tân hoan đã quên ái cũ chẳng phải chỉ là một chút đáng yêu sao sư phụ cũng quá bất công kiểu có tình mới quên tình cũ đây là sư tỷ của ngươi giang nguyệt sao chào sư tỷ hello sư muội tiểu hồ ly tinh túm cái gì túm xem về sau ta chị ngươi ngọc tàng phong nói với nguyệt sao nguyệt sao đi đem bách kiếm tuyệt luyện tập 100 lần không luyện xong không được ăn cơm chiều hề sư phụ đừng mà ta sẽ chết đói đó ừm tốt thôi nếu không phải hệ thống giới hạn truyền công cao nhất cho mỗi đệ tử mỗi tháng bằng không mỗi ngày gà nàng lông dê, xem ra còn phải thu thêm càng nhiều đệ tử càng tốt à? Nhưng mà ngược lại tân đệ tử này có thể khai thác một chút. Ngọc Tàng Phong đưa tay truyền thụ công pháp vào chán của cô bé. Nếu ngươi đã có tâm tu tiên, Vi sư liền đem Huyền cấp thượng phẩm công pháp Tam Dương Kiếm Quyết truyền thụ cho ngươi, có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít, liền xem tạo hóa của chính bản thân ngươi. Trong đầu cô bé lúc này nhận được truyền thừa công pháp, đây, đây là thứ gì, sư phụ? Đây là tiên pháp, muốn trở thành người tu tiên phải đả thông linh mạch, muốn tu tiên nhất định phải học tập hiện tại nói cho ngươi những cái này ngươi cũng chưa chắc sẽ hiểu đợi sau khi vi sư giúp người đả thông linh mạch luyện nhiều một chút tự nhiên sẽ hiểu hay là truyền thụ 100 ngày tu vi đi đã để linh mạch của nàng đả thông thành công hệ thống lại hiện lên thông báo ký chủ thu đồ trăm ngày tu vi điều kiện phù hợp mở ra vạn lần trả về bạo kích ngay sau đó mở ra hay không mở ra mở ra thành công chúc mừng ký chủ kích phát gấp hai lần bạo kích đạt được 200 ngày tu vi ngọc tàng phong sững sốt quát thờ heo nà ní mới hai ngày tu vi lỗ nặng lỗ nặng con mợ nó rồi hệ thống hiện lên trên đầu cô bé phát hiện đệ tử che giấu thể chất hửng đây là ký chủ muốn hay không truyền trăm năm công lực giúp đệ tử khương lan thức tỉnh tiên thiên đạo thể vậy vậy mà lại là tiên thiên đạo thể vạn năm trước ta đây là nhặt được bảo vật à ngọc tàng phong thích thú nếu ta kích hoạt hệ thống trả về ta sẽ dẫn đến cái thể chất cường đại nào đồng ý ok thoai hệ thống bay lên chiếu thẳng một tia sáng thức tỉnh lên người cô bé tia sáng khủng khiếp chấn động chiếu thẳng lên tới tận trời cao lúc này tại thác nước của thiên võ các sơn có một vị cường giả đang tu luyện tại thác nước thiên địa dị tượng như thế chẳng lẽ là bảo vật xuất thế sao người này chính là thiên vũ các đại sư huynh đại thiên kiêu kết đan cảnh thập trọng thiên tên thiệu tinh hà các cường giả bên kình thiên trại cũng cảm nhận được thiên địa dị tượng như thế nhất định là dị bảo xuất thế chúng tiểu nhân đi theo ta rõ lão lại đại tông môn huyền kiếm môn cũng thế sư phụ thiên địa dị biến như thế xem phương hướng là cửu kiếm sơn cô nương này chính là thương thiên diệt kết đan cảnh ngũ trọng thiên còn tiền bối này chính là vương trưởng lão nguyên anh cảnh tam trùng thiên ông ta nói cửu kiếm sơn đã từng có một thời cường thịnh lão gia hỏa kia lưu lại tốt hơn đông tây cũng không phải không có khả năng bỗng có một thanh kiếm từ đâu lao tới mang theo một lá thư trong đó có viết thiên địa dị tượng này đã khiến cho các thế lực khác bắt đầu hành động ngươi cũng nên động thân đi đồ vật đó thuộc về huyền kiếm môn ta nhất định phải lấy lại được nhưng nếu có người không muốn chúng ta đến thì sao chúng ta không chiếm được đồ vật vậy thì ai cũng đừng hòng có được rõ thưa sư phụ chuyển về cửu kiếm sơn thì lúc này ngọc tàng phong đã truyền thụ xong tu vi cho cô bé đột phá xong ông ngực giả bộ nói không ngờ đồ nhi nhà ngươi lại là tiên thiên đạo thể vì vi sự giúp người đã thông tiên thiên đạo thể tu vi tổn thất rất lớn cuối cùng giúp ngươi thức tỉnh đạo thể kế tiếp tu tiên một đường bằng phẳng sẽ không gặp phải tắc nghẽn nào nói như thế nhưng trong lòng lại đang vui mừng thầm nghĩ lần này tiêu phí trăm năm tu vi tuy rằng tu vi thụt lùi nhưng không biết một lát hệ thống sẽ ban thưởng cái gì hí hí đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của sư phụ ngươi có tâm này vậy là tốt rồi sư phụ người không sao chứ không sao chút tu vi ấy đối với vi sư chỉ là chả là gì cả chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ tu luyện chi lộ trung quy còn phải dựa vào lĩnh ngộ của chính mình ngươi đi xuống rèn luyện đi vi sư cần phải tĩnh dưỡng một chút rõ thưa sư phụ không ngờ bởi vì ta mà sư phụ phải trả giá nhiều đến như vậy ngọc tàng phong vội vã đi vào phòng và đóng cửa lại anh ta mặt gian xảo gọi hệ thống mau ra đây trả về cho ta hệ thống hoàn trả vui vẻ hiện lên ký chủ giúp đồ đệ kích hoạt tiên thiên đạo thể thể chất điều kiện phù hợp tàng phong háo hức mở ra mở ra thành công chúc mừng ký chủ xuất phát ngàn lần bạo kích đạt được ý thiên cải mệnh vô tình chi thể mở ra nghịch thiên cải mệnh hệ thống ký chủ thông qua kích hoạt đệ tử thể chất đạt được thể chất nghịch thiên tương ứng tàng phong sững sốt nghịch thiên cải mệnh sao ký chủ ngọc tàng phong cửu kiếm sơn trưởng môn cảnh giới chân nguyên cảnh cửu trọng thiên đệ tử giang nguyệt giao khương lan vật phẩm long tuyền kiếm cực phẩm linh khí nghịch thiên cải mệnh vô hồ chi thể thể chất tinh khiết nhất nhân gian đối cảnh giới cùng học tập công pháp không hề có tắc nghẽn có thể tùy ý câu thông thiên địa chi khí tàng phong vui mừng a ha 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 mặc dù tu vì lùi lại nhưng ta tuyệt đối không lỗ thậm chí ta còn cảm thấy cảnh giới hiện tại là chân nguyên cảnh cửu trọng so với kết đan cảnh tam trọng lúc trước mạnh hơn gấp hai lần hệ thống giải thích thêm vô hồ chi thể ngoại trừ tu luyện cảnh giới cùng học tập công pháp không hề có tắc nghẽn có thể tùy ý câu thông thiên địa chi khí mở ra thiên đạo đột phá hệ thống ký chủ từ kết đan cảnh có thể tiến hành bắt đầu lấy phá cảnh thiên đạo khó khăn đạt được thực lực cường đại hơn mỗi cái cảnh giới thiên đạo đột phá vi thập trọng tu tiên cảnh giới chia làm tụ khí cảnh, chân nguyên cảnh, kết đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, ngộ đạo cảnh, vũ hóa cảnh cùng đăng thiên cảnh. Chỉ có ký chủ với đồ đệ mới có thể tiến hành thiên đạo đột phá. Ký chủ cần hậu chân nguyên cảnh thập trọng, thu thập ngũ hành linh khí đột phá thiên đạo kết đan cảnh. Ngọc Tàng Phong suy ngẫm, ngũ hành linh khí trong truyền thuyết chỉ có lôi trạch mới xuất hiện, xem ra phải dành thời gian đi một chuyến. Bỗng từ bên ngoài có tiếng quát lớn, đám người rác rưởi của Cửu Kiếm Sơn, mau cút ra đây cho lão tử. Tàng Phong cây cú liền đứng dậy đi ra xem là thằng khứa nào tới phá lúc này có người tới đánh cửa thật mẹ nó đen đủi hệ thống tiếp tục trả về cho ta ta muốn thăng cấp hệ thống hiện ra hỏi ký chủ truyền thụ cho đệ tử khương lan tam dương kiếm quyết điều kiện thích hợp mở vạn lần trả về bạo kích ngẫu nhiên có mở ra hay không mở cho ta ngọc tàng phong chắp tay lại phù hộ âu hoàng phụ thể âu hoàng phụ thể nhất định phải cho ta một cái thật lớn a à. mở ra thành công chúc mừng ký chủ kích phát 200 lần bạo kích đạt được kiếm ý cảnh giới tam dương kiên quyết kiếm tùy ý động tàng phong thích thú vui mừng là kiếm tùy ý động kiếm tùy ý động chính là cảnh giới lĩnh ngộ kiếm ý tầng 2, chỉ có nguyên anh kỳ đại năng mới có tư cách lĩnh ngộ kiếm ý này hừ ta cũng muốn xem xem là kẻ nào không có mắt dám tới cửu kiếm sơn ta làm loạn bên ngoài cổng tông môn thì một đám người lạ mặt xông vào chỉ có nguyệt giao và khương lan ra tiếp thanh niên chưa trải sự đời này chính là lãnh hoành thắng kết đan cảnh sơ kỳ hắn ta nói sao lại là hai tiểu oa nhi các ngươi mau kêu đại nhân của các ngươi cút ra đây nguyệt giao run rẩy khiếp sợ ngươi 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 đừng có mà kiêu ngạo sư phụ của ta rất lợi hại ha 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 ừ kiếm thiết tâm đều đã chết cửu kiếm sơn các ngươi còn có cao thủ gì mau gọi đại nhân của các ngươi ra đây để bổn bảo chủ nhìn xem lúc này cô bé khương lan cầm thanh kiếm mà tàng phong tặng đứng ra ngăn bọn chúng lại bất quá vừa mới đà thông kinh mạch liền có hạ phẩm linh kiếm xem ra chuyến này đến cửu kiếm sơn là đúng rồi ngọc tàng phong hiên ngang bước ra quỳ xuống ta tha ngươi một mạng một tên đệ tử cầm đao hung hăng lao lên một tiểu gia hỏa chân nguyên cảnh mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt bảo chủ người sao lo lắng vậy mà lại là chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ tu vi của sư phụ còn chưa khôi phục phải làm sao bây giờ ngọc tàng phong đứng đơ mặt ra không thèm nhúc nhích ở trước mặt ta còn không chịu xuất kiếm chết cho ta chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta xuất kiếm sao tàng phong đưa ngón tay ra quét ngang một đường trước mặt tên này đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị cắt ngang qua cổ nằm gục xuống chết ngay tại chỗ lãnh hoành thắng bất ngờ kiếm nhanh quá tiểu tử thực lực rất tốt nhưng ra ngoài lăn lộn phải xem bối cảnh coi trọng thực lực gia nhập cực thượng bảo của ta ta có thể tha cho các ngươi một mạng ngọc tàng phong nhìn hắn ta với ánh mắt sắt lạnh ngươi hoặc là quỷ hoặc là chết ngông cuồng muốn chết hả hắn ta đâm thẳng kiếm tới tàng phong ngầu lòi rút linh kiếm của mình ra nhìn kỹ đây vi sư chỉ diễn một lần anh ta vung kiếm quét ngang ra những đường kiếm khí cuồn cuồn được xuất ra bay đến khiến lãnh hoành thắng tái xanh tái mét hắn ta bị đánh văng lùi ra xa ta còn chưa ra chiêu sao ngươi đã quỳ rồi đám đệ tử sau lưng đốc sử bảo chủ sao người lại quỳ trước tên nhóc thối đó hắn đã làm gì sao mọi người lên cùng ta nhưng hắn ta thì thất thần trước đòn đánh của tàng phong còn chưa kịp hoàn hồn kiếm khí vừa nãy chẳng lẽ là kiếm hành động theo ý trong truyền thuyết hắn hoảng sợ ngoảnh mặt lại quát đám đệ tử câm miệng cho ta xong lập tức chạy đến quỳ trước mặt tàn phong vừa nãy là ta mù mắt không nhận ra sự lợi hại của tiền bối mong tiền bối đại nhân không so đo với tiểu nhân được rồi kiếm hành động theo ý chỉ có đại lão nguyên anh kỳ mới có tư cách lĩnh ngộ cảnh giới kiếm đạo ta vẫn thích dáng vẻ ngạo mãn không khuất phục vừa nãy của ngươi hơn mẹ kiếp ai tuyên truyền bừa bãi ngọc tàng phong là phế vật nghe nói ngọc tàng phong mới chỉ 18 tuổi đại lão nguyên anh kỳ trẻ như vậy đúng là phế vật ta treo cổ cho rồi tiền bối nói đùa rồi ta đâu dám ta chẳng là gì trước mặt người hay là người coi ta là cái dám đánh đi lúc này có một đám người nữa cũng đang trên đường lao đến lão đại kiếm ý đang sợ như vậy có phải trưởng lão của huyền kiếm môn đến rồi không kiếm ý này chẳng lẽ là người của huyền kiếm môn đến trước ta có lão đại ở đây sợ cái gì cho dù là cao thủ cảnh giới nguyên anh còn chẳng phải bị lão đại hại chết ư ừ nhưng dù sao đối phương cũng là đại năng cảnh giới nguyên anh chúng ta vẫn nên cẩn thận hành sự thì hơn đi theo ta bất kể là ai ngăn trước mặt ta ừ chúng ta đã rõ lão đại hạ lệnh chúng ta sẽ chém chết hắn xong bọn người này thân mang vũ khí lao thẳng đến cửu kiếm sơn thiệu tinh hà cũng đã đến và đang quan sát từ phía xa kiếm ý này người của huyền kiếm môn đến rồi xét từ kiếm ý không giống người của huyền kiếm môn chẳng lẽ là cửu kiếm sơn bất kể là ai đều chỉ có thể là mồi săn của ta hắn ta cũng thích thú lao đến thương thiên diệt của huyền kiếm tông lúc này cũng đang bay đến kiếm ý này kiếm hành động theo ý chẳng lẽ là thiết kiếm tâm vẫn chưa chết sao không thể nào sư phụ không thể nào thất thủ thôi vậy bất kể là ai chỉ cần dám động vào đồ của huyền kiếm tông ta đều sẽ là kẻ địch của huyền kiếm tông ta cả ba cường giả của ba môn phái lớn đều đáp xuống trước cổng cửu kiếm tông nhìn thấy ngọc tàng phong ba người họ đứng hình anh ta cầm kiếm bên tay hiên ngang nói với bọn họ hôm nay cửu kiếm tông thật náo nhiệt lão đại của kình thiên trại đi ra trước nói tiểu tử giao ra đây ta đảm bảo ngươi không chết ngọc tàng phong cầm thanh kiếm thầm nghĩ giao ra sao? Giao cái gì, chẳng lẽ họ muốn ta giao kiếm trong tay? Chắc không phải chứ, tuy linh khí cực phẩm rất quý giá, nhưng cũng không đến mức gây ra trận đánh lớn như vậy. Chắc chắn bọn chúng thấy Cửu Kiếm Sơn ta ít người, muốn đến cướp địa bàn, hữu thực sự tưởng Cửu Kiếm Sơn ta không có người ư? Thấy bọn họ đề phòng nhau như vậy, ta có thể xuống tay từ hướng này. Nào, thử xem ngươi có cầm đi được không? Huynh đệ, tuy ta chỉ là cảnh giới chân nguyên Cửu Trọng Thiên, kiếm hành động theo ý còn thêm vô hạn lam, còn sợ không đối phó được một kẻ hậu kỳ cảnh giới kết đan sao? đang bốc phét thì thất kinh khi thấy kiếm khí của ngọc tàng phong tỏa ra mảnh liệt kiếm ý này cửu kiếm sơn có nhân vật lợi hại như vậy từ lúc nào thiệu tinh hà thấy kiếm ý của tàng phong thì đứng hình luôn thương thiên diệt cảm thán không ngờ hắn lĩnh ngộ được cảnh giới của kiếm hành động theo ý chắc chắn là cửu kiếm sơn truyền thừa công pháp ta nhất định phải lấy được công pháp này tên lão đại quay sang nói với thiệu tinh hà và thương thiên diệt đạo hữu hay là chúng ta lên thủ hạ gục tên này ép giao ra tung tích dị bảo rồi quyết định nó thuộc về ai được không thiệu tinh hà không trả lời liền cầm nắm đấm trực tiếp lao lên chỉ dựa vào ngươi mà ngươi mà cũng xứng liên thủ với ta sao thương thiên diệt thầm nhủ thiệu tinh hà lại trực tiếp ra tay tuyệt đối không thể để tên điên này lấy được công pháp thế là cô ta rút kiếm ra lao lên ngăn cản thiệu tinh hà lại xong quay sang sao lon với tàng phong đạo hữu ta là thương thiên diệt đệ tử dưới chứng của vương trưởng lão huyền kiếm môn ta đến giúp ngươi đồ đệ của kẻ thừ ừ nếu như không phải vẫn chưa đến lúc thật sự muốn giết chết ngươi ngay bây giờ nhưng mà cũng tốt trước tiên cứ lợi dụng cô ta sau đó tính tiếp xong tàng phong quay sang nhìn lãnh hoành thắng thầm nhủ tên này thực lực cũng xem như không tệ mình sẽ lợi dụng trước xong hỏi hắn ta ngươi muốn học tập kiếm đạo thật sự sao hắn ta giật mình ngước mặt lên tiền bối đây là có ý gì lẽ nào là muốn thu nhận mình làm đồ đệ mình tu hành trăm năm trong trăm năm nay phải nịnh nọt ở mạnh hiếp yếu sớm đã quên đi cái ban đầu bắt đầu tu kiếm rồi hắn ta dưng dưng rớt nước mắt tiền bối ta muốn học kiếm tên này đúng là dễ bị lừa thật tàng phong chỉ tay về đám đệ tử đang xông lên tấn công kia nói với lãnh hoành thắng chặn bọn họ lại nếu như ngươi thành công sau chuyện này ngươi ngươi của cực thượng bảo chính là đệ tử ngoại môn của cửu kiếm sơn ta nếu như ngươi biểu hiện tốt ta không ngại truyền kiếm đạo thật sự cho ngươi hắn ta cùng các đệ tử quyết tâm đánh không lại mã dương đức còn không đánh lại các người sao cực thượng bảo cùng ta chém chết bọn chúng đúng là to gan thật muốn tìm cái chết tên lão đại rút kiếm gia định ngăn cản thì ăn ngay một kiếm của tàng phong lùi lại đối thủ của ngươi là ta một kích toàn lực của mình lại lép về sao tên nhóc này có chút cổ quái có thể chống lại kết đan cảnh hậu kỳ, xem ra cảnh giới của mình mặc dù bị thụt lùi, nhưng thực lực ngược lại lại tăng lên, lại lần nữa. Tàng Phong đâm thẳng kiếm về trước. Hứa lão đại đỡ kiếm của Ngọc Tàng Phong xíu miếu toát hết mồ hôi hột. Ngươi rốt cuộc là có tu vi gì? Hừ, tu vi đủ để giết ngươi là được rồi, hỏi nhiều như thế làm cái gì? Tàng Phong chĩa thẳng kiếm về phía hắn ta thi triển kiếm pháp quát. Chịu chết đi, Tam Dương kiếm quyết. Kiếm khí đỏ rực như một ngọn lửa dũng mãnh lao thẳng đến như muốn đốt cháy hắn ta. Hắn ta cố gắng dùng kiếm của mình đưa ra chống đỡ. Ngươi không phải là tu sĩ nguyên cảnh, phá hắn ta gồng lực lên linh khí bạo phát tỏa ra xong lập tức quay đầu lại bỏ chạy má đủ thằng này mạnh quá phải chạy thoai rốt cuộc là tu sĩ kết đan cảnh hậu kỳ quả nhiên vẫn là có mấy phần bản lĩnh hắn bỏ chạy bỏ lại đám đàn em đang lo lắng đại ca ơi đại ca chơi dậy ai chơi lại đại ca nữa ha 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 lão đại của các ngươi không có nghĩa khí bỏ chạy rồi xông lên có thể chạy được bao nhiêu người thì chạy ngọc tàng phong phần nộ đưa thẳng thanh kiếm của mình lên trời và chuẩn bị bộc phát kiếm khí và chém mạnh xuống đám đàn em này bị thiêu dụi bởi kiếm pháp của tàng phong à, à ta không thể chết được thương thiên diệt đang đánh với thiệu tinh hà cũng phải ngạc nhiên ngưng lại vương tàng phong lại lợi hại như vậy nhất định là công pháp truyền thừa của cửu kiếm sơn rồi thiệu tinh hà đưa hai tay của mình lên tập trung linh khí về chính giữa hừ giao thủ với ta còn dám mất tập trung sao nguy rồi tuyệt học phan vân trưởng của thiên võ các xem ra kiếm nghịch thủy của huyền kiếm muôn các người chẳng qua cũng chỉ có như vậy nhìn thiệu tinh hà dùng tuyệt học đang lao về phía mình thì thương thiên diệt hốt hoảng ngoảnh mặt lại cầu cứu tàng phong đạo hữu cứu ta cứu cái lông đấy ta đang mong chờ ngươi chết ở đây cho cắn chó lông đầy miệng người là thiêu tinh hà thủ đô của thiên võ các hắn tới nơi này chứng tỏ thiên võ các cũng đã nhắm tới ngươi nếu như không có sự che chở của huyền kiếm môn ta cửu kiếm sơn cũng không né được kiếp này thấy lãnh hoành thắng định lao lên thì tàng phong ngăn lại trước tiên không vội ngọc tàng phong thầm nghĩ cái người tên thiệu tinh hà từ khi bắt đầu đã không nể mặt mình có lẽ cũng không có lòng tốt gì tông môn phía sau hai người này hiện tại mình không thể chọc tới được hay là mình đưa bọn họ bỏ chạy trước để hai con chó này cắn nhau xong hắn ta dặn nhỏ lãnh hoành thắng lát nữa ngươi tìm cơ hội đưa giang nguyệt giao và khương lan rời khỏi đây chờ ta ở ngoài năm mươi dặm của trấn thiếu tuyên đi đâu lôi trạch lãnh hoành thắng sững sốt đi đến lôi trạch nơi đại hung như vậy không phải là tìm cái chết sao nhưng mà nếu như trưởng môn đã nói như vậy thế thì nhất định là có lý của hắn làm thôi không ngờ gây ra động tĩnh lớn như vậy cửu kiếm sơn không còn cách nào ở lại được nữa rồi rời khỏi lần này cửu kiếm sơn nhất định sẽ rơi vào trong tay của người khác hy vọng lão đầu tử sẽ không chỉ mình tàng phong mặt quyết tâm ba năm nhiều nhất là ba năm mình tuyệt đối còn có thể quay lại đạo hữu nói rất đúng ta đến để giúp người ngọc tàng phong bay lên thi triển kiếm pháp đánh xuống vô số kiếm khí bay thẳng xuống tấn công thương thiên diệt ngọc tàng phong ngươi có ý gì có chút thú vị có ý gì chính là có ý muốn giết người đấy không hay lẽ nào chuyện sư phụ ra tay với thiết kiếm tâm đã bị bại lộ lãnh hoành thắng đang mang theo khương lan cùng với giang nguyệt giao đang bỏ chạy theo ý của tàng phong thì bất ngờ thiệu tinh hà lao thẳng tới chặn đường bọn họ lại muốn rời khỏi đây ta sẽ không cản đường tại sao không có hứng thú đi đi thì ra thiệu tinh hà muốn quan sát cuộc chiến từ xa từ khi bắt đầu đến cửu kiếm sơn là cho rằng ở đây có dị bảo xuất thế dự định dựa vào dị bảo để chống lại nguyên anh thiên kiếp không ngờ lại có một tên nhóc dưới nguyên anh lĩnh ngộ kiếm ý nếu như có thể bắt được hắn từ trong miệng của hắn ép ra cách lĩnh ngộ mình lĩnh ngộ võ ý cho dù là không có dị bảo mình cũng có thể độ qua thiên kiếp thương thiên diệt đang đánh quay sang lôi kéo thiệu tinh hà thiệu tinh hà hai chúng ta liên thủ bắt lấy hắn sau đó quyết định dị bảo thuộc về ai thế nào nhưng hắn ta lạnh lùng đáp hãy thu lại tâm tư của ngươi đi ta không phải là tên ngốc xem ra cái tên thiệu tinh hà này là người có lòng tự tôn rất mạnh lát nữa phải đuổi thương thiên diệt đi tên này nhất định còn ra tay có thể đối phó với hắn ở mặt này tàng phong suy nghĩ như vậy liền nhảy xuống thiệu đạo hữu hay là chúng ta liên thủ với nhau thương thiên diệt cay cú thiên võ các và huyền kiếm môn ta vốn dĩ không dễ đối phó bình thường ở vĩnh ninh châu không ngừng xung đột với nhau ngọc tàng phong hình như chỉ có chân nguyên cảnh cảnh giới thật sự ít nhất là trên kết đan cảnh trung kỳ nếu như hai bọn hắn liên thủ mình tuyệt đối không chạy thoát nghĩ thấy không ổn thương thiên diệt liền quét kiếm ra và lập tức bay lên bỏ chạy rốt cuộc là có bối cảnh biết được bí pháp cũng không ít